trận lũ quét đã vùi lấp 35 hộ dân với 128 người ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, làm 16 người chết, khoảng 40 người mất tích. Ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, lũ quét xuất hiện vào lúc rạng sáng ngày 10 tháng 9 ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, gần như san phẳng khu vực dân cư với 35 hộ dân. 16 người kịp chạy thoát. Đến chiều nay, nhà chức trách tìm được 16 thi thể, hiện còn 40 người mất tích. Huyện Bảo Yên đang huy động các lực lượng công an, quân đội, dân quân tìm kiếm và chờ thêm chi viện từ tỉnh xuống. Theo người dân địa phương, khu vực này chưa bao giờ xảy ra thiên tai nên khi vụ sạt lở núi xảy ra, tất cả đều hoàn toàn bất ngờ. Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông chia cắt, bị hoàn toàn mất thông tin liên lạc nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, huyện Bảo Yên đang tranh thủ mọi thời gian, gấp rút huy động các lực lượng tiếp cận khu vực sạt lở, tìm kiếm người mất tích.